Trước kỳ nghỉ lễ, chính phủ đã có chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành luật giao thông của các phương tiện công cộng, giảm thiểu tai nạn. Nhưng việc chấp hành của các chủ phương tiện vẫn chưa được tuân thủ. Xe khách này đang chạy tuyến Nam Định về Hà Nội. Khi đi qua chốt kiểm soát giao thông trên quốc lộ 21B hướng Nam Định Phú Lý, nhà xe xuống làm việc. Không có một động thái kiểm tra số lượng hành khách thực tế nào trên xe theo đúng quy định. Cũng không có thái độ lo ngại nào của nhà xe khi chiếc xe đang chở quá số người. Sau vài phút làm việc, chiếc xe nhanh chóng tiếp tục hành trình. Và dù chở quá số người hay không, cũng không bị xử lý. Khi xe đang hành trình trên cao tốc Pháp Vân thì bị lực lượng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội bắt giữ. Và đây là những gì đang diễn ra trên xe khách này. Xe mình là xe chở khách bao nhiêu? Xe anh đăng ký 29 chỗ em. Hiện tại trên xe mình là chở bao nhiêu khách ạ? Hôm nay khoảng 45 người. Trên 40 đến 45. Tôi biết là hôm nay là tôi cũng vi phạm nên là tôi sẽ rút kinh nghiệm. Cái việc để mà đảm bảo giao thông trên tuyến là cái điều mục tiêu số 1, đó là làm sao tránh để tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Song bên cạnh đó thì báo cáo với các đồng chí rằng là cái lưu lượng phương tiện giao thông đông như vậy thì cái việc xử lý đối với các cái xe khách ấy, mà chở quá số người quy định là có phần hạn chế. Chúng tôi nếu như phát hiện mà các xe khách nào mà chở quá số người quy định hoặc là có thể gây nguy cơ, gây ảnh hưởng đến cái việc mất an toàn, gây mất trật tự an toàn giao thông thì chúng tôi vẫn có thể kiên quyết xử lý. Mỗi dịp nghỉ lễ, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhà xe tăng chuyến, thậm chí là tăng giá vé. Nhưng vì nhu cầu nên nhiều hành khách vẫn chấp nhận. Sự chấp nhận này của hành khách chính là tiếp tay cho tình trạng xe chở quá tải, một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Còn về phía cơ quan chức năng, sự thiếu nghiêm minh với chủ xe, xử lý nửa vời xe vi phạm là sự thỏa hiệp với nguy cơ tai nạn giao thông. Đã có những vụ tai nạn thương tâm xảy ra trong dịp nghỉ lễ. Chủ xe đã bị công an khởi tố vì vi phạm lỗi điều khiển phương tiện. Rất khó để có thể đoán định được trước tai ương một khi chiếc xe khách này chạy với vận tốc 85 km/h, trong khi quy định chỉ cho phép phương tiện lưu thông khi ra vào nút giao nhau này tối đa là 50 km/h. Trong dịp nghỉ lễ, đường dây nóng của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 300 cuộc gọi và tin nhắn với nội dung phản ánh về tình trạng nhồi nhét khách, thu tiền qua giá vé quy định của các tuyến xe khách. Thống kê sơ bộ trong 6 ngày nghỉ lễ vừa qua, cả nước xảy ra 263 vụ tai nạn giao thông, làm chết 162 người, bị thương 184 người. Trung bình mỗi ngày xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông. Và năm nay mùa hè đến sớm hơn so với năm trước. Từ đấy nó dẫn đến là cái đặc trưng về giao thông năm nay so với năm trước cũng khác. Và tình hình trật tự an toàn giao thông năm nay phức tạp hơn so với năm trước. Số người chết bình quân ngày nghỉ lễ năm nay thì là 27 người. Trong khi năm trước chỉ là 24 người, rõ ràng là có tăng so với năm trước cũng tăng khá cao. Và đây có thể thấy rằng là mặc dù công tác chỉ đạo và cái lập kế hoạch và triển khai từ khá sớm, nhưng rõ ràng là chưa đáp ứng được yêu cầu. Ở đây có một bài học rất lớn về hai vấn đề. Thứ nhất là công tác dự báo. Thứ hai là phối hợp. Những giải pháp đồng bộ, những tuyến đường được đầu tư xây mới, những chuyến xe được tăng thêm chuyến, chưa đủ để giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông trong dịp lễ Tết. Nếu như chính chủ xe, hành khách, người tham gia giao thông và cả lực lượng chức năng đều không thực sự nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về an toàn giao thông, thì những lo lắng của người dân về nguy cơ tai nạn giao thông trong dịp lễ Tết có lẽ vẫn chưa có hồi kết.